Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 2941 Đường Tuấn lắc đầu, nói chút thương tích nhỏ này vẫn chưa giết được tôi đâu. Kỳ Long còn muốn nói tiếp, Hổ Tiêu đã giành nói trước, Trương Long Sơn, đây là do chính anh nói đấy. Nếu như bọn tôi nhìn thấy anh chạy trốn, bọn tôi sẽ giết anh trước. Nói xong, một đám người lạnh lùng nhìn chầm chầm Đường Tuấn. Trương Long Sơn, cậu đi cùng chiến đấu với tôi. Kỳ Long nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Mặc dù phần lớn sức mạnh mà Đào Phong tự bạo để Tiểu Kim hấp thu, nhưng anh vẫn bị một chút thương thích nhẹ. Có phải vừa nãy cậu muốn giam giữ đối phương không? Kỳ Long hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh cũng không ngờ rằng đối phương thế mà lại quả quyết như thế. Kỳ Long vỗ đầu một cái, nói cái tên này trước đó không nghiên cứu tư liệu sao. Những tướng lĩnh của đám quân phản loạn đều đến từ một chủng tộc tên là Cổ Ma Tộc. Một khi phát hiện có khả năng sẽ bị bắt sống, bọn họ sẽ tự bạo ngay. Bởi vì hệ thống tu luyện của bọn họ có chút không giống với chúng ta, cho dù là thần quân cũng rất khó ngăn cản. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Tuấn Yên lặng, ngượng ngùng cười một tiếng, quả thật là bản thân đã thất sách rồi. Sắc mặt Kỳ Long bỗng nhiên biến đổi, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, xung quanh đã bị mười mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn bao vây hơn nữa bọn chúng đều là động ngư cảnh đỉnh phong có chuyện gì xảy ra vậy kỳ long nhíu mày lại tình huống như thế này vốn dĩ không nên xảy ra bởi vì mỗi một tướng lĩnh của cổ ma tộc đều có đối thủ thuộc về mình ông ta nhìn về phía xa chỉ thấy bọn người hồ tiêu tu la thần tử với vẻ mặt cười lạnh mà nhìn bọn họ là do bọn họ cố ý dẫn dụ tới đấy kỳ long kinh hãi bên ngoài cuộc chiến bọn người hổ tiêu tu la thần tử đang tập hợp lại cùng một chỗ nếu như có được long tức tôi muốn một nửa tu la thần tử mở miệng nói thủy miều miều trầm giọng nói tôi lấy một phần ba là được hổ tiêu nói vậy phần còn lại cho tôi nhưng mà thân thể của anh ta tôi muốn đưa đi bọn họ vậy mà xem đường tuấn như người chết đang phân chia chiến lợi phẩm hổ tiêu uy nghiêm mà nhìn đường tuấn u ám nói lần này anh cũng nên chết đi thôi Mộ Thanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt xinh đẹp được che khuất bởi voan mỏng lập tức lộ ra vẻ căng thẳng. Cô ấy do dự một hồi, cuối cùng không ra tay. Mười mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn vây quanh bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bọn họ đều đã nhận được lời mà Đào Phong truyền lại trước khi chết. Sức mạnh cổ ma là bí mật thuộc về bọn họ, một khi bị phát hiện thì nhất định phải dốc hết tất cả sức mạnh giết chết đối phương. Chương 1942 mà Đường Tuấn là người có được sức mạnh cổ ma hư hư thực thực, cũng nằm trong danh sách liệt kê nhất định phải giết của bọn họ. Kỳ Long cười khổ, nhìn Đường Tuấn, nói Trương Long Sơn, xem ra hôm nay hai chúng ta phải chết ở nơi này rồi. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, mười mấy tên cổ ma tộc động hư cảnh đỉnh phong, cũng đã có thể uy hiếp được sự an toàn tính mạng của anh. Giết! Mười mấy tên cổ ma tộc liếc nhìn nhau, đồng thời bộc phát ra tiếng gầm tràn ngập sát ý. Âm âm! Chiến đấu trực tiếp bộc phát. Với thực lực của Kỳ Long, miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng khi ba tên động hư cảnh đỉnh phong liên thủ với nhau. Nhưng lúc này, ông ta lại đứng trước sự bao vây và tấn công của năm tên cổ ma tộc động hư cảnh đỉnh phong, vô cùng nguy hiểm. Còn gần 10 tên cổ ma tộc còn lại lại thì đồng thời tấn công về phía Đường Tuấn, trong đó năm tên cổ ma tộc thân thể rõ ràng khá cao lớn cầm trong tay đao lớn bổ về phía Đường Tuấn, còn mấy tên còn lại thì đứng cách đó không xa, trong miệng nói lẩm bẩm Dường như đang đọc thần chú gì đó. Thiên địa nguyên khí đang dung chuyển kịch liệt, sự uy hiếp mà mấy tên cổ ma tộc đang đọc thần chú mang đến cho Đường Tuấn càng thêm mãnh liệt. Đối mặt với cục diện giết chóc thế này, trừ khi có mấy cao thủ vạn tiên hội xếp trong top 10 giúp đỡ, mới có thể phá giải. Nhưng lúc này bao gồm cả đạo nhất thần tử cũng giống như không trông thấy. Có vài người muốn nhân cơ hội giết chết Đường Tuấn, có vài người muốn kiểm tra thực lực của Đường Tuấn kim quang trong mắt ngao vấn thiên lấp lóe trầm giọng nói để tôi xem xem rốt cuộc anh có bao nhiêu thực lực đi nếu không tôi cũng không ngại chờ sau khi anh chết cùng với bọn người hổ tiêu cướp đoạt long tức thái tử có phải anh quá đề cao anh ta rồi không bên cạnh ngao vấn thiên một cô gái xinh đẹp tư thái uyển chuyển trên lưng mọc ra một đôi cánh xinh đẹp hỏi ngao vấn thiên lắc đầu nói có phải xem trọng anh ta hay không sẽ biết ngay thôi nếu như anh ta không có thực lực bảo vệ long tức Hôm nay nhất định phải chết. Xong đời rồi. Kỳ Long đỡ trái hở phải, đã có chút chật vật, nhiều nhất ông ta chỉ có thể chống đỡ thêm 3 lần hô hấp nữa. Ông ta khó khăn nhìn về phía Trương Long Sơn, công kích mà tên kia hứng chịu mãnh liệt hơn mình nhiều, không phải đã chết rồi đấy chứ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy, Trương Long Sơn lại phát hiện tên kia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Dưới sự tấn công của năm chiến sĩ cổ ma tộc động ngư cảnh đỉnh phong, Trương Long Sơn vẫn không rơi vào thế hạ phong, trong mơ hồ cùng đối phương chia 5 năm, năm. Cái tên này từ đầu tới cuối đều đang ẩn giấu thực lực sao? Kỳ Long mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tôi không tin không có cách nào bắt sống các người. chương 2943 Đúng lúc này, đường Tuấn gầm nhẹ một tiếng, một luồng sóng vô hình lan tràn ra ngoài từ trong nghi tâm của anh. Năm chiến sĩ cổ ma tộc chiến đấu cận thân với anh, còn có mấy tên cổ ma tộc đang niệm động thần chú ở đằng xa đồng thời giật mình dừng niệm thần chú lại, nguyên khí dung chuyển giữa thiên địa khôi phục lại yên bình. Tinh thần lực cấp 8, đạo nhất thần tử và ngao vấn thiên đồng thời thất thanh nói, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một hồi, ngao vấn thiên chợt cười to nói, thì ra đây chính là con át chủ bài của anh, dựa vào tinh thần lực cấp 8, anh thật sự có tư cách nằm trong top 10, có tư cách có được long tức. Nắm đấm của đạo nhất thần tử hơi siết chặt, trong nghi tâm một luồng sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng anh ta quay đầu đi không nhìn đường Tuấn nữa. Anh ta sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được muốn ra tay, giết chết Trương Long Sơn ở nơi này. Cho dù đường Tuấn thể hiện ra tinh thần lực cấp 8, đạo nhất thần tử vẫn nắm chắc có thể giết chết đối phương. Khi đường Tuấn bộc phát ra tinh thần lực cấp 8, mười mấy chiến sĩ cổ ma tộc đều lâm vào trong một trạng thái thất thần. Vang bang, Kỳ Long nắm bắt cơ hội, đi đầu oanh bạo hai người. Mà một bên khác, Đường Tuấn muốn bắt lấy một người trong số đó, nhưng khi tay của anh sắp chạm vào đối phương, đối phương đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhè răng cười một tiếng, thân thể lóe ra hào quang trói sáng. Âm âm, một chiến sĩ cổ ma tộc động hư cảnh đỉnh phong tự bạo. Phạm vi tự bạo của kẻ đó rất rộng, càn quét cả những chiến sĩ cổ ma tộc khác vào trong. Gần 10 chiến sĩ cổ ma tộc đang bao vây tấn công đường Tuấn vậy mà không còn một ai sống sót. Lần này đường Tuấn có chuẩn bị từ trước, thi triển thuấn di cự ly ngắn chạy thoát ra ngoài, không bị thương gì cả. Mặc dù không gian ở nơi này dung chuyển, nhưng thuấn di vài dặm vẫn có thể làm được. Anh nhíu mày, thấp giọng nói, có gì đó quái lạ. Vừa rồi khi anh sắp bắt được chiến sĩ cổ ma tộc kia, đối phương đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh có thể cảm nhận được đó không phải là sự thức tỉnh của bản thân đối phương, mà là một loại sức mạnh bên ngoài đang khống chế, giống như có người đang điều khiển bọn họ, không cho bọn họ bị bắt. Kỳ Long bay đến bên cạnh đường Tuấn, trên mặt vẫn có vẻ chấn động. Tinh thần lực cấp 8, dưới thần quân đã được cho đỉnh cao rồi. Phải biết rằng có rất nhiều thần quân đều đã đột phá đến thần quân cảnh rất nhiều năm sau mới ngưng luyện cấp 8 thành công. Tên nhóc nhà cậu đúng thật là thâm tàng bất lộ đấy, Kỳ Long trêu gẹo nói. Ông ta bỗng nhiên hạ giọng. Nói, nhưng mà lần này cậu để lộ con át chủ bài là tinh thần lực cấp 8, đối với tính nguy hiếp của những người khác đã thấp đi rất nhiều. Đường Tuấn nhún nhún vai, với vẻ mặt chẳng sao cả. Tinh thần lực cấp 8 quả thật có thể xem là một trong những con át chủ bài của anh, nhưng không phải là con át chủ bài duy nhất, càng không phải là con át chủ bài mạnh nhất. Nếu như có người cho là như vậy, anh không ngại dậy đối phương làm người. Bọn người hổ tiêu đứng ở đằng xa, cười lạnh nói tinh thần lực cấp 8, không tệ. Trương Long Sơn, có tinh thần lực cấp 8 trên người, hổ tiêu cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng, dù sao thủ đoạn của tinh thần lực quá quỷ dị khó lường. Quân phản loạn lui binh rồi, Kỳ Long đột nhiên nói. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm vạn quân phản loạn rút lui giống như thủy triều. Chương 2944. Kỳ Long nói, chết hơn 10 người tu hành động hư cảnh đỉnh phong, đối với bọn họ mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Ông ta vỗ vỗ bả vai của Đường Tuấn, nói, lần này may mà có cậu, tôi sẽ nói với tướng quân hứa ghi nhận công lao to lớn của cậu. Sắc mặt hổ tiêu tái xanh, nếu là như vậy, điểm công lao của cái tên Trương Long Sơn sẽ có thể xếp hạng nhất rồi. Sắc mặt biến đổi một trận, hổ tiêu trầm giọng nói chúng ta đuổi theo. Vạn tiên đại hội của bọn họ lần này cũng đại diện cho tinh vực của mình, nếu như không có được xếp hạng tốt, đó chính là nỗi nhục nhã vô cùng. Lời vừa dứt, bọn người hổ tiêu, tu la thần tử đuổi theo phía mà đám. Quân phản loạn chạy trốn không được kỳ long vừa nói xong bọn họ đã đi xa rồi hồ đồ nhìn bóng lưng của bọn họ kỳ long tức giận nói hừ tiểu bối vô tri còn dám đuổi theo bọn người hồ tiêu vừa tới gần phản loạn quân thì nghe tiếng một tiếng hử lạnh một tên cổ ma tộc xuất hiện phía sau của đám quân phản loạn cổ ma tộc này dáng người cao lớn dị thường chừng gần trăm mét phải màu đen nhìn tựa như hắc ngọc hổ tiêu có dáng người khôi ngô ở trước mặt ông ta giống như một đứa trẻ. Không hay rồi, là Hắc Quân Vương. Kỳ Long nhìn thấy người này, giật mình kêu lên. Hắc Quân Vương, cường giả cùng một đẳng cấp với hứa vô sơn, mặc dù không phải thần quân, nhưng lại có thể chạy trốn dưới tay của thần quân, thực lực vô cùng đáng sợ, là một trong số cường giả vô địch của quân phản loạn. Hắc Quân Vương, ra tay với tiểu bối thì có gì tài ba? Đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến từ trong quân doanh, chính là giọng của hứa vô sơn. Hắc quân vương vô cùng giữ tợn cười một tiếng, nói, hứa vô sơn, ông tới chậm rồi. Nói xong, một tay ông ta đánh về phía bọn người hổ tiêu. Tựa như sóng lớn vỗ bờ, nguyên khí hung mãnh xông về phía bọn họ. Một suy nghĩ không thể nào ngăn cản hiện lên trong đầu bọn họ. Tranh lệch quá lớn. Lúc này dưới tình huống thần quân không xuất hiện, người có thể được xưng tụng là cường giả vô địch của táng tịnh cổ địa không đến 10 người, mà hắc quân vương chính là một trong số đó, không cần nghĩ cũng biết ông ta đáng sợ đến mức nào. Hừ, hứa vô sơn cách một không gian không biết xa xôi bao nhiêu chuyển đến một tiếng hử lạnh, đồng thời một bàn tay ngăn cản một trưởng của hắc quân vương. Âm âm, hai bàn tay va chạm, không gian lập tức vỡ vụn, trên người đám người hổ tiêu đồng thời bộc phát ra một lớp ánh sáng bảo vệ, lúc này mới không có bị dư âm làm bị thương nặng, nhưng khóe miệng đều chảy máu làn sóng sức mạnh đáng sợ phát tán ra giống như gợn sóng không gian hoàn toàn bị đảo loạn tựa như một người khổng lồ bỗng nhiên dẫm vào trong một dòng suối nhỏ yên ả làn sóng này nhanh chóng càn quét quân đội hai bên không gian gần cổ ma hà vốn dĩ đã yếu ớt lúc này hai vị cường giả đẳng cấp vô địch tiến hành va chạm uy năng đáng sợ bộc phát ra càn quét phạm vi mấy chục vạn dặm của cổ ma hà trong nháy mắt giống như thủy tinh bị trùy đập chúng không gian cũng răng rác một tiếng rồi nghiền nát ra một khu vực hư vô to lớn xuất hiện, hơn trăm vạn binh sĩ của hai bên đều bị càn quét vào bên trong, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã bị không gian chi lực xoắn nát, ngay cả một chút sóng tinh thần lực cũng không thể để lại. Bọn người đạo nhất thần tử cũng bị càn quét vào trong, nhưng những người như bọn họ đều là thiên kiêu cấp cao nhất của các tông phái, vào lúc này dưới tình huống vô cùng nguy cấp, trên người bọn họ tách ra từng luồng bảo huy cực kỳ lóa mắt, nhanh chóng bao phủ bản thân, ngăn cản sức mạnh nghiền nát của không gian, chương 2945. Bên ngoài cơ thể đường tuấn hiện ra một bộ áo giáp như ngọn lửa, bao trùm bản thân lại. Đây là áo giáp do hỏa tự thần văn ngưng kết, mặc dù sức mạnh nghiền nát của không gian đáng sợ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể nào phá hủy áo giáp. Hai người Triệu Huyền và Kỳ Long đứng gần đường Tuấn nhất, trên người của bọn họ cũng có bảo huy thoáng hiện, bảo vệ bản thân. Tinh thần lực của đường Tuấn hơi cảm ứng không gian nghiền nát xung quanh, sách mặt thay đổi, đây chính là cường giả đẳng cấp vô địch sao, cách mấy vạn giảm tiện tay công kích, thế mà có thể tạo thành cảnh tượng hủy thiên diệt địa thế này. Trong lòng anh suy nghĩ, chỉ ít bản thân của hiện tại không phải là đối thủ của cường giả ở đẳng cấp này như hứa vô sơn và hắc quân vương, người tu hành có thể được xưng tụng cường giả vô địch, chỉ ít đều là bản bộ thần quân. Bán bộ thần quân đã kinh khủng như thế, vậy thần quân còn đáng sợ đến mức độ nào? Giờ khắc này, đường tuấn vô cùng khao khát sức mạnh của thần quân. Tận mắt nhìn thấy trăm vạn binh sĩ chết đi, trong lòng Kỳ Long cảm thấy rất khó chịu, nói cường giả vô địch giao thủ, người chết và bị thương lại là những binh sĩ vô tội này. Tu hành qua hàng chục ngàn năm, nhưng ở trước mặt của những cường giả chân chính, lại không có chút khác biệt nào so với sâu kiến. Hứa Vô Sơn, còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Hắc Quân Vương cười lạnh nói. Hứa Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn tay lại trước, Hắc Quân Vương cũng không ra tay nữa những cường giả đẳng cấp vô địch giống như bọn họ sẽ không dễ dàng tử chiến một khi tử chiến phạm vi ảnh hưởng quá rộng hơn nữa tử chiến cũng rất khó giết chết đối phương trừ khi một người nào đó đột phá đến thần quân cảnh trước khi hai cường giả vô địch rút bàn tay về không gian nghiền nát cũng bắt đầu khôi phục như thường lúc này trên không của cổ ma hà đã ít đi rất nhiều người cảnh tượng vắng vẻ hơn rất nhiều đám người trương long sơn không thấy đâu nữa không biết ai hô lên một tiếng lúc này bọn họ mới phát hiện chỗ mà bọn người trương long sơn triệu huyền vốn đang đứng không có một bóng người không chỉ có bọn họ ngay cả bọn người hồ tiêu cách bọn họ khá gần cũng đã biến mất cả rồi chẳng lẽ bị sức mạnh nghiền nát của không gian giết chết rồi có người thấp giọng nói nhưng ý nghĩ này đã bị bọn họ bác bỏ với thực lực của bọn người hồ tiêu trương long sơn trừ khi sức mạnh nghiền nát của không gian vẫn luôn tiếp tục nếu không trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể giết chết bọn họ được. Đạo Nhất Thần Tử, anh có nhìn ra mạnh mối gì không? Có người hỏi. Rất nhiều người đồng thời nhìn về phía Đạo Nhất Thần Tử. Chương 2946 mỗi một khắc đều là dày vò. Triệu Huyền cũng bất đắc dĩ, trước kia anh ta thân là đại sư huynh Vạn Diệu cung, lúc bước ra khỏi cửa đều có một đống sư đệ sư muội hướng dẫn, cho dù mù đường cũng không lo lắng nhưng từ sau khi gặp được đường tuấn cho dù là ở tháp đăng long hay là ở táng tinh cổ địa thì việc mù đường của anh ta khiến anh ta rất xấu hổ đường tuấn lắc đầu tỏ vẻ bất lực tên nhóc triệu huyền đã mù đường đến giai đoạn cuối hết lần này tới lần khác lại ở trong nơi rộng lớn trung ương ngân hà này cho dù muốn học thuộc lòng bản đồ cũng rất khổ cực dường như là không cứu nổi trong đầu anh hiện lên linh quang nói có lẽ đợi sau khi anh đột phá thần quân sẽ có cách trong mắt triệu huyền lộ ra vẻ vui mừng nói đúng vậy tôi chưa từng nghe nói thần quân mù đường trong lòng đường tuấn không nói gì cho dù thật sự có thần quân mù đường thì sẽ để cho anh ta biết hà triệu huyền lại bừng tỉnh ý niệm trong lòng càng kiên định trở thành bảo tống thần quân mà cùng lúc này ở một nơi thần bí trong trung ương ngân hà từng đảo nhỏ trên đất liền lơ lửng trong hư không thác nước rộng lớn từ trong hư không chảy xuôi ra giống như một tấm lụa trắng treo trong hư không, không nhìn thấy cuối cùng rơi xuống nơi nào. Các loại dị thú kỳ lạ hoặc bay trong không khí, hoặc lười biếng nằm giữa cỏ rừng bên dưới. Linh khí còn nồng đậm hơn so với trung ương ngân hà, còn mang theo mùi thuốc khiến tâm thần người ta say mê. Bỗng nhiên hai bóng dáng xuất hiện từ trong hư không, một trong số đó chính là Bạch Phù. Lúc này sắc mặt anh ta đã tái nhợt đến cực điểm, khí tức toàn thân không ổn định, có thể bạo thể bất cứ lúc nào. Từ sau khi anh ta bị đường Tuấn Phong bế huyệt khiếu đã trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay đối với anh ta, mỗi một khắc đều là dày vò. chương 2947 đáng tiếc, bây giờ ông không đủ tư cách. Lúc này huyệt khiếu của anh ta đã bị phong lại 7-8 phần, pháp lực minh mông trong cơ thể có thể trở thành căn nguyên gây chết cho anh ta bất cứ lúc nào. Có một người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh Bạch Phù. Người đàn ông đó mặc một thân áo bào trắng, mặt trắng không dâu, đôi mắt lại nghiêng nghiêng, đồng tử là xà đồng. Lão tổ, nơi này là... Bạch Phù cung kính nói. Người đàn ông trung niên đó là lão tổ của Bạch Phù, Bạch mang khổng lồ đó có danh hiệu là Bạch Long Thần Quân. Bạch Long Thần Quân đang muốn nói chuyện thì một âm thanh đột ngột vang lên, Bạch mang... Ông không đợi ở tinh vực Bạch Hổ, đến chỗ tôi làm gì vậy? Em mờ thanh đó vang lên, một bóng người xuất hiện trước mắt hai người họ. Đó là một ông lão thoạt nhìn rất già nua, trong tay còn chống một cây gậy gỗ, tóc thưa thất hoa dâm, thoạt nhìn nửa chân đã bước vào trong quan tài. Vạn hành vân, tôi tới tìm ông đương nhiên là để ông ra tay cứu người rồi. Bạch Long thần quân nói. Bạch Phù kinh ngạc nhìn chằm ông lão trước mắt. Ông lão này chính là Vạn Hành Vân, một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà. Ngũ đại thần y sư, địa vị rất cao quý, hơn nữa bản thân là người tu hành cảnh giới thần quân khiến người ta càng thêm kính sợ. Ông lão lắc đầu nhìn về phía Bạch Phù, đôi mắt hơi đục ngầu của ông ta trong nháy mắt phát ra một tia sáng, tia sáng chợt lóe rồi biến mất, con người lại trở nên đục ngầu không chịu nổi. Ông lão cười diễu nói, thì ra là huyệt khiếu bị phong ấn, không ngờ ngoại trừ năm ông già bọn tôi, Trung ương Ngân Hà lại xuất hiện bác sĩ lợi hại như vậy ông ta chỉ liếc mắt một cái đã biết tình trạng thân thể bạch phù hơn nữa còn kết luận không phải bốn bác sĩ thần khác ra tay quả thật mắt nhìn này rất đáng sợ bạch long thần quân nói nếu ông đã nhìn ra vậy có cách chữa trị hay không vạn hành vân cười nói đương nhiên là có mặc dù y thuật người này rất giỏi đã phong ấn thế giới trong khiếu của thế hệ sau cậu nhưng thủ đoạn này trong mắt tôi non nớt quá rồi vốn không khó giải trên mặt bạch phù lộ ra vẻ vui mừng nhưng sau đó Vạn Hành Vân lại nói một câu khiến anh ta lần nữa thấp thỏm, Vạn Hành Vân nói: "Thế nhưng, tại sao tôi phải chữa cho thế hệ sau của ông chứ?" Cái giá mỗi lần bác sĩ thần ra tay đều rất đắt đỏ, từng có một hoàng đế trung ương ngân hà mời bác sĩ thần ra tay, cái giá phải trả là một món nửa đạo khí. Trong lòng Bạch Long thần quân ngạc nhiên, nói: "Chỉ cần ông chữa bệnh cho Bạch phù giúp tôi, thì tôi nợ ông một nhân tình." Vạn Hành Vân lắc đầu nói: nếu bạch mang ông lột xác thì quả thật nhân tình đáng giá. Đáng tiếc, bây giờ ông không đủ tư cách. Sắc mặt bạch long thần quân hơi khó coi, ông ta cũng là thần quân, lại là lão tổ nhất tộc, bị khinh miệt như thế trước mặt thế hệ sau của mình, mặt ông ta lập tức không nhịn được, thản nhiên nói, vạn hành vân, ông không muốn chữa thì đừng chữa, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nói xong, bạch long thần quân dẫn theo bạch phù muốn rời đi. Em thanh trào phúng của vạn hành vân vang lên, bạch mang, tôi mới nói mấy câu, ông đã không chịu nổi. chương 2948 thầy tôi có danh là độc tâm. Xem ra mấy năm nay tu vi của ông tăng không ít, nhưng khí lượng vẫn nhỏ như trước. Bạch Long thần quân nhíu mày, nói, vạn hành vân, rốt cuộc ông muốn nói gì? Vạn hành vân chỉ vào bạch phù nói, nếu như hôm nay ông rời khỏi nơi này, thì tôi dám cam đoan thế hệ sau của ông sẽ phải chết cho dù ông có thể tìm được bốn lão già khác thì cũng không kịp. Hi hi, có thể khiến ông tốn nhiều công sức chạy tới chỗ tôi như vậy, có lẽ thế hệ sau này có tác dụng bất thường đối với ông đúng không? Vạn hành vân Bạch Long thần quân khẽ quát Một luồng sát khí nồng đậm bộc phát ra từ trên người ông ta, mặc dù Bạch Phù không bị nhầm vào, nhưng cũng cảm giác được từng đợt chấn động. Sắc mặt vạn hành vân lại không thay đổi, nói tôi có thể chữa trị cho thế hệ sau của ông, nhưng ông phải đồng ý tôi một điều kiện điều kiện gì bạch mang trầm giọng nói vạn hành vân nói cái này ông yên tâm mặc dù có chút nguy hiểm nhưng chưa đến mức khiến ông mất mạng ông ta nhe răng cười một tiếng nói nếu chuyện này thành công có lẽ ông sẽ có thể tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng thần quân bạch mang nghe xong trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cảnh giới thần quân có một bảng xếp hạng thần quân Hiện tại Bạch Mang đang xếp hạng 5. Mà theo cách nói của Vạn Hành Vân, dường như chuyện lần này là phải chém giết một thần quân trong bảng top 5. Là ai? Bạch Mang trịnh trọng hỏi. Vạn Hành Vân nói, người đó ông cũng muốn giết. Là ông ta. Bạch Mang thất thanh nói. Thần quân mà ông ta muốn giết nhất chính là người xếp vị trí đầu tiên, hiện giờ còn không biết người đó còn sống hay đã chết. Vạn Hành Vân nhìn về nơi xa, sát tâm lẫm liệt nói con chu tước đó vẫn còn sống. Người xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng thần quân chính là chu tước thần quân. Ông và ông ta có thù lớn sao? Bạch mang hỏi. Vạn hành vân cười diễu, đâu chỉ là thù lớn. Thầy tôi có danh là độc tâm. Bạch mang lại lần nữa thất thanh, độc tâm tôn giả. Năm đó chu tước thần quân lấy cảnh giới thần quân giết tôn giả, tôn giả mà ông ta giết vốn là cảnh giới thần quân, Trước khi chết đã đột phá đến cảnh giới Tôn giả, năm đó được xưng là Độc Tâm. Mà một trong ngũ đại thần y sư của Trung Ương Ngân Hà Vạn Hành Vân lại là đệ tử của Độc Tâm Tôn giả. Chương 2949 làn sóng vừa rồi đến từ hình cầu. Sắc mặt Đường Tuấn và Triệu Huyền đều ngưng lại, không gian của tiểu thế giới này đã xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, mặc dù bọn họ đã bay một canh giờ nhưng cũng không bay được bao xa, hơi giống như ở trong một khu vực cố định. Lão Đường xem ra anh cũng ngủ đường giống tôi ở bên trong này triệu huyền cười cười có cảm giác vui vẻ trong đau khổ trong lòng đường tuấn thở dài nếu như vẫn không tìm được lối ra thì anh chỉ có thể thông qua thuấn di thử một lần chỉ là cách này quá nguy hiểm không cẩn thận sẽ chìm vào trong không gian hỗn loạn đó dường như là cục diện ắt phải chết chưa đến đường cùng thì anh không muốn dùng đến cách này ầm ầm đúng lúc này một tiếng động rất lớn bỗng nhiên vang lên ở phía trước hai người họ một luồng năng lượng màu lục như sóng chiều đánh về phía bọn họ tiếng nổ lớn đó chính là âm thanh phát ra từ năng lượng sóng chiều hai người họ lướt nhìn nhau nơi tĩnh mịch sao lại có làn sóng năng lượng dồi dào như vậy chứ thật sự khiến người ta khó hiểu khí tức sinh mệnh thật nồng đậm hai người họ bị sóng năng lượng cuốn vào lỗ chân lông toàn thân mở ra năng lượng màu lục tràn vào từ trong lỗ chân lông và huyệt khiếu sự tiêu hao trước đó trong nháy mắt bị luồng năng lượng này lấp đầy, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vẻ vui mừng trong mắt đường Tuấn càng thêm nồng đậm, hiện giờ anh thiếu nhất chính là năng lượng. Mà luồng năng lượng hùng hồn này vượt qua dự tính của anh, đặc biệt là khí thức sinh mệnh trong sóng chiều lại cực kỳ hiếm thấy. Anh có dự cảm nếu như có thể không ngừng hấp thu năng lượng này, có lẽ tiểu thế giới của anh có thể sớm ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh. Nhưng làn sóng năng lượng lục này cũng không kéo dài được bao lâu, sau một đợt thì đã không còn gì. Nhưng cảnh khiến cho bọn họ rung động hơn, là một hình cầu màu xanh biết xuất hiện trong hư không trong tầm mắt của bọn họ, hình cầu thoạt nhìn không có hình thể giống như là chiếu trong hư không. Nhưng dù như vậy, vẫn có thể cảm ứng được năng lượng chấn động và khí tức sinh mệnh trong hình cầu. Làn sóng vừa rồi đến từ hình cầu. Đó là Triệu Huyền không khỏi nuốt nước bọt âm thanh khẽ run, nói, không lẽ là tinh thần chi tâm đó chứ? Trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Ánh mắt đường Tuấn không hiểu tại sao cũng rung động, chắc chắn hình cầu đó là tinh thần chi tâm. chương 2950, không cần lo lắng, anh ta không chiếm được đâu. Tinh thần chi tâm mà rất nhiều thiên kiêu muốn có được trong vạn tiên hội lần này lại xuất hiện ở nơi này, thật sự khiến người ta bất ngờ luồng năng lượng chiều diễm vừa rồi chỉ là một tia khí thức của tinh thần chi tâm phát ra, đã rồi rào minh mông như vậy, có thể tưởng tượng được cả tinh thần chi tâm mạnh mẽ đến cỡ nào. Tinh thần chi tâm xuất hiện, không gian xung quanh vốn giống như mê cung tiêu tán, hai người họ có thể cảm giác được lực trói buộc của không gian nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha ha, trời giúp tôi rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười càn rỡ bỗng nhiên vang lên sau đó là một bóng dáng không biết phóng lên trời từ đâu, bóng dáng đó khôi ngô cường tráng, chính là hổ tiêu. Cơ duyên của hổ tiêu tôi đã đến, vậy mà có thể đạt được bảo vật như tinh thần chi tâm. Tiếng cười lớn của hổ tiêu vang lên trong trời đất. Lão đường, không thể để hắn đạt được tinh thần chi tâm. Triệu huyền khẩn trương nói. Đường Tuấn lắc đầu, nói, không cần lo lắng, anh ta không chiếm được đâu. Vừa dứt lời, lại là hai bóng dáng từ hai nơi khác phóng lên trời, mục tiêu cũng là tinh thần chi tâm xuất hiện trong hư không. Hồ Tiêu, không chỉ có mình anh tiến vào không gian này đâu. Một âm thanh lạnh như băng vang lên, đó là Tu La thần tử. Lêu lêu, hải tộc tôi cũng muốn chia một phần tinh thần chi tâm đó. Lại một âm thanh vang lên, là thủy miểu miểu. Bóng dáng cô ta bị một tầng hơi nước nồng đậm bao bọc, giống như một tuyệt đại thiên nữ nhìn thấy hai người này bóng hình hồ tiêu dừng lại sắc mặt trầm xuống ba người họ rằng co trên không trung rất có dáng vẻ ba phần thiên hạ hồ tiêu trầm giọng nói nếu như hai người bỏ tranh đoạt thì bạch hổ nhất tộc tôi sẽ nhớ ân tình của các người tu la thần tử nắm chặt kiếm trong tay mà thiên nữ hải tộc thủy mỉu mỉu lại cười hì hì nói hải tộc tôi không thèm kiểu ân tình này hồ tiêu ngẩn ra lại không thể làm gì được cho dù là tu la thần tử hay là thủy miểu miểu, thì thế lực sau lưng hai người họ đều không yếu hơn anh ta. Bỗng nhiên thủy miểu miểu nói, hồ tiêu, xem ra nơi này không chỉ có ba người chúng ta đâu. Lúc cô ta nói chuyện, tầm nhìn của cô ta dịch chuyển nhìn xuống không chung. Cô ta phát hiện ra đường Tuấn và Triệu Huyền. Ánh mắt hổ tiêu hơi lạnh, cũng nhìn về phía đường Tuấn và Triệu Huyền, thản nhiên nói, đúng là oan ra ngõ hẹp audio điện tử võ tấn bền hết chương 2950